Hello anh em nhé, thì hôm nay mình có trả hàng cho anh Thanh ở bản Hồng Quảng 1 nhé, ba khóa Sìn Hồ Lai Châu, một con TZ 30.000W 2023. Anh đặt bên em bản nâng cấp đắp mạch và em đã làm xong. Sau khi vào vỏ thì em đã tiến hành test máy và thử máy, giờ em sẽ trả hàng cho bác nhé. Đấy, máy riêng máy bên em mà đặt hàng riêng cái dòng TZ 30.000 này nhá, thì các bác sẽ được bên em hỗ trợ bảo hành trong vòng 12 tháng các lỗi do máy, không chập vật và nước vào là được nhá. Đấy, hỏng hóc thì các bác cứ alo cho bên em nhá. Thì mẫu máy này là chuyên thuyền tầm trung, đánh vật và đánh cáp, gọi là nếu mà bác nào muốn đánh cáp mẫu này ấy, thì nó không thể chịu được tải nặng đối với vùng nước bẩn nhá. Đấy, nên là anh em cần lưu ý. Đánh cáp thì nước sạch và đánh cáp ngắn thì ok nhá, chứ bèm cáp dài thì cái loại này không chịu tải bằng dòng TZ 40.000 được. Thì anh em cố gắng thêm một chút tiền nữa thôi để nâng cấp lên đời con TZ 40.000. Thì mình có rất nhiều video đánh thực tế con TZ 40.000, thì anh em cũng biết độ hiệu quả của nó, dòng TZ rồi. Đấy, nước ngọt trong ngọt đục và nước tạp chất thì nó cũng không kén nước. Và hôm nay em trả hàng cho bác nhá. Đấy, TZ 30.000W này, hàng mới bên em đập hộp luôn nhá. Đấy, bảo hành dài hạn, uy tín cho anh em. Thì đi kèm theo máy có một cò tay đi kèm nhé. Đấy, cò tay này, cò dây 3 dây này, cò chống giật nhé. Đấy, rất an toàn, thử máy nhé. Đâu nhỉ, từ từ đã. Đấy. Đấy, bấm là nó phải nhồi điện vào tụ thì xong mà nó mới chạy nha anh em nhé. Đấy, và đằng trước thì nó có công tắc áp cao áp thấp. Máy này chuyên đánh thuyền tầm trung, tầm khoảng 3 mét nước. Nếu mà anh em nào có kỹ thuật đánh tốt thì có thể đánh cá an tâm, đánh bỏ mồi, đánh trọn điểm tầm 5-6 mét nó vẫn lên bình thường nhá. Nếu mà đánh 5-6 mét thì anh em để cho mình chế độ số 2, thì đánh cá an tâm, đánh bỏ mồi, đánh trọn điểm thì mới giã được tầm 5-6 mét nhá. Và giã cò đầu cứ tầm chục giây này. Nhìn đồng hồ nó nhảy tầm khoảng 60 Hz nhá. 60 thôi anh em ạ, cao quá. Đấy, 63-64 Hz nhá. Anh em cứ cò đầu anh em giã cho mình tầm chục giây nhá. Mình đang tải 2.000W nhá. Cò đầu cứ giã tầm chục giây. Đây anh em để ý nhịp cò của mình nhá. Đấy, cò đầu giã tầm chục giây này. Kéo đến điểm đánh không dừng lại, xong là bấm cò tầm chục giây này. Xong tầm chục giây sau đó này, anh em nhả cò ra này. Nhấp cò nhanh giúp mình nhá. Đấy. Xong lại đệm lại một phát tầm chục giây nữa này. Đấy. Xong lại nhấp nhanh giúp mình này. Đấy, anh em chờ cá nổi nhá. Trong vòng tầm khoảng phút, hơn 1 phút là cá nó sẽ nổi nhá. Tại vì cá ở sâu thì nó sẽ nổi chậm, không bao giờ một phát lên luôn được đâu anh em ạ. Đấy, anh em cứ nháy cò nhá. Tầm phút rưỡi nếu mà không có cá, anh em ngó đằng sau đằng trước, đánh chui ra chiều nước. Mà không có cá thì anh em trèo đi nhá. Đấy, còn chế độ đánh vật, đánh tổng hợp, anh em để chế độ số 3 này. Đây, băm con kẹt kẹt này. Đấy. Và tổng hợp chuyên bêm cá trắng nhá. Anh em nào bêm rô phi thì có thể tăng tần số cao lên một chút này. Đấy, đánh rô phi cũng được luôn nhá. Máy này đánh tổng hợp đấy. 8 tụ đầu ra nhá. Đấy, 2 cảm thì độ giật rộng hơn này. 2 tụ băm 5 mi này, chạy 2 tụ băm đấu song song thì nó sẽ lên được 10 mi nhá anh em nhá. Cực kỳ khỏe luôn, đánh tổng hợp rô phi cá trắng đều ngon anh em nhé. Đấy, lượng điện ăn cũng vừa phải luôn. Đấy, bác nào mà thích bem rô phi nước lì này, vặn về số 1 này. Đấy, số 1 nha bác anh em nhé. Tăng tần số cao một chút, nước lì này. Đấy, bác nào thích bem rô phi nước lì. Còn bác nào kéo cáp ra trơn cá trắng, đối với vùng nước sạch thì TZ 30.000 này mới kéo được, chứ mà vùng nước bẩn thì kéo con 30.000 này là hơi quá tải. Đấy, nhìn đồng hồ nước 4 thì nhảy tầm 45 Hz anh em nhé. Đấy, nhịp cò là cứ như mình nhịp nhá. Đấy, tầm 3 giây một lần anh em nhé. Đấy, anh em nhìn đồng hồ nó nhảy tầm 45 Hz là ok nhá. Còn kéo số 5 thì nhìn đồng hồ nó nhảy tầm 43 Hz. Đấy, cao quá. Đấy, anh em bóp cò liền không nhìn đồng hồ để chỉnh nhá. Đây là mới 36 này, chưa đạt này, nhích thêm tí nữa này. Đấy, hơi cao này, giảm đi một tí này. Đấy, tầm này phù hợp nhá, 39-43 là ok anh em nhá.
Đấy, cảm ơn anh em đã xem video và mình hướng dẫn anh em sử dụng TZ30. Anh em nào có nhu cầu quan tâm mẫu máy đánh thuyền tầm trung, kéo cáp và đánh vợt, đấy thì liên hệ với bên em nhé, thử kích cá nhá, bảo hành uy tín. Chào toàn thể anh em.